Do ảnh hưởng của thiên tai cùng với việc xả lũ của thủy điện Cốc Ly trong thời gian vừa qua, nước sông chảy dâng cao bất thường đã gây ra lún sụt, sạt lở hàng chục điểm trên tuyến quốc lộ 279, đoạn qua địa phận của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ngoài việc thiệt hại hàng tỷ đồng và ách tắc giao thông, còn làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân trên địa bàn. Trong tổng số 30 km của quốc lộ 279 qua địa phận huyện Bảo Yên, có đến 8 điểm sạt ta luy âm. Các điểm sạt lở đều ở cạnh sông suối với chiều dài sạt lở hơn 200 m. Có những điểm sạt lở kéo dài gần 70 m, làm mất hoàn toàn lề đường và các rào hộ lan. Sạt lở gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người dân trong vùng. Do cái việc xả lũ của thủy điện và do mưa lớn đã gây ngập rất nhiều các đoạn lề đường và làm cho các vị trí sạt lở âm nó tăng lên nhiều hơn và cái mức độ nghiêm trọng của nó cũng theo đó mà trở nên trầm trọng hơn. Năm nay đúng là một năm là mưa bão thì nhiều mà lưu lượng mưa thì rất là lớn nên là cái tuyến quốc lộ 279 này là luôn luôn là ảnh hưởng sạt lở. Nhưng mà vì đã được sự chỉ đạo của giám đốc công ty đường bộ Lào Cai và cái hạt quản lý đường bộ Bảo Yên, chúng tôi đã chủ động được các máy móc phương tiện thiết bị đã làm sẵn sàng ở trên tuyến mà không bị động trong bất cứ mọi tình huống nào cả. Như chúng tôi đã năm nay đã tăng cường một máy lốp luôn luôn nằm trực trên tuyến ngay trên đỉnh dốc này, là luôn luôn là ví dụ như là những cái điểm xung yếu là chúng tôi đã sẵn sàng và liên hệ với các doanh nghiệp tư nhân có máy móc thiết bị như ô tô chẳng hạn thì để sẵn sàng chiến đấu trực chiến ở đây, ví dụ có phương tiện xảy ra mà bằng một cách tham gia là cho nó thông đường một cách nhanh nhất. Từ km 36 đến km 66, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và việc thủy điện Cố Ly xả lũ, đã có 4 điểm sạt ta luy âm cạnh sông suối, chiều dài 154 m. Ngay sau đó, do hoàn lưu của cơn bão số 3 và cũng do xả lũ bất thường của thủy điện Cốc Ly vào hồi cuối tháng 9 vừa qua, tiếp tục xuất hiện 4 điểm sạt lở khác với tổng chiều dài 77 m. Các điểm sụt lún ngày càng sâu hơn, gây ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông. Năm nay thì riêng về cái thủy điện Cốc Ly Bắc Hà là xả lũ 2 lần. Lần 1 vào cơn bão số 2 và lần 2 là thuộc đợt cơn bão số 3. Thế thì bình thường ra ấy, thì những năm trước là không có xả lũ thì chúng tôi thấy hiện tượng sạt lở là cũng không có. Thế nhưng năm nay là hiện tượng xả lũ là một trong một ngày thì thủy điện Cốc Ly xả lũ lên, có những lúc lên đến khoảng 4,5 m trong một ngày. Như vậy là nó sẽ khi nước dâng cao lên ấy là nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cái tà liêm của cái đường quốc lộ 279. Trước thực trạng hàng nghìn mét khối đất đá vùi lấp mặt đường và rãnh thoát nước, hạt quản lý đường bộ Bảo Yên hiện đã huy động nhân lực, máy móc tiến hành san gạt để các phương tiện có thể lưu thông. Tuy nhiên, về lâu dài, nếu không có những phương án phòng chống sạt lở bền vững thì việc khắc phục các điểm sạt lở chỉ như bắt cóc bỏ đĩa.